Đây là video tổng kết lại tất cả các hoạt động của hành trình tử tế 2024 tại Miệt Thứ thuộc xã Văn Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Quy mô năm nay là tổ chức cho hơn 1.000 em thiếu nhi từ 6 đến 10 tuổi, 290 phần quà cho các em mầm non, 40 phần quà cho các em học sinh của trường trung học cơ sở Văn Khánh và 164 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nơi đây. Tầm 12:45 thì các em đã tập trung tại trước cổng trường, sẽ có thầy cô và lực lượng địa phương để ổn định các bé. Đến 13:00 thì chương trình chính thức bắt đầu. Sau màn múa lân khai mạc thì các bé sẽ được vào bên trong theo thứ tự là từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi một bé thì được đeo một cái vòng tay để có thể tham gia được hết tất cả các hoạt động của chương trình, như là nó có các trò chơi, bánh nước, kem siêu thị và cái xổ số may mắn. Khi bước vào thì các bé sẽ được các bạn cộng tác viên của hành trình tử tế hướng dẫn đến cái quầy đầu tiên, đó là cái quầy kem. Do tổ chức vào buổi trưa cho nên là cái điều đầu tiên mà để mà các bé trước khi chơi là phải giải nhiệt trước cái đã, cho nên là được phát một cái cây kem. Lúc này thì trên cái vòng tay sẽ được đánh dấu lại ngay vị trí của cái kem. Do là kem lạnh cho nên là khi nhận được là khui ra ăn liền cho nó mát và để cho nó không có bị chảy. Thì sau đó các bé sẽ được di chuyển đến cái quầy số 2, đó là quầy ẩm thực. Ở đây á thì mỗi bé sẽ được phát một cái chai nước mát đã được ướp lạnh rồi nha, và một cái phần bánh. Rút kinh nghiệm từ các năm trước thì năm nay hành trình làm cái phần bánh mì này nè, thì các bé có thể ăn tại chỗ hoặc là có thể mang về nhà để mình mà ăn sau cũng được luôn. Lấy đồ ăn xong rồi thì các bé có thể vừa ăn kem vừa di chuyển đến khu chụp ảnh lưu niệm. Năm nay thì sẽ có 5 cái trò chơi, thì các bé sẽ được chơi 3 trong 5 trò. Trò đầu tiên đó là kéo co, sức mạnh tập thể. Khi tham gia thì các bé sẽ được đánh dấu được cái vòng tay này. Đội nào kéo thắng thì sẽ có quà lớn, còn kéo thua thì cũng vẫn có quà nha, nhưng mà quà nhỏ. Nói chung tất cả các trò chơi mà các bé chơi thì dù thắng hay thua đều có quà hết. Đối với trò này thì các bé lớn lớn sẽ chọn chơi, còn những bé nhỏ thì sẽ chọn chơi những trò khác. Thì cũng có nhiều trò, các bé có thể tự do lựa chọn. Quà tặng thì đa dạng lắm nha, từ bánh kẹo đến gấu bông, rồi dụng cụ học tập luôn. Thì tiếp đến trò thứ hai là trò kéo mo cao phiên bản hiện đại. Thì cái này mình không kéo bằng cái mo cao, nhưng mà mình kéo bằng cái xe kéo được trang bị cái nón bảo hiểm để bảo vệ cho các bé. Trò này thì kết hợp giữa dân gian và hiện đại cho nên các bé rất thích chơi nha. Đi đến cái trò chơi thứ ba đó là nơi hội tụ xạ thủ. Cái loại súng này thì nó không có sức sát thương nha, cho nên là rất là an toàn với mấy bé. Cái trò này phần thưởng thì theo cái độ khó ở xa gần. Nếu các bé nào mà đã chơi hết 3 trò thì sẽ không được chơi những trò phía sau này nữa. Còn những bé nào mà còn lượt thì mình sẽ tiếp tục chơi tiếp. Thì trò tiếp theo đó là vùng vây may mắn. Thì trò này chỉ dành cho mấy bé tầm khoảng 6 đến 7 tuổi. Hoặc là các bé mà không có chơi những trò phía trước mà mạnh bạo như trò kéo co hay là trò kéo mo cao á, thì chơi trò này là quá ok. Các bé quay được vào ô nào thì sẽ được có phần quà của cái ô đó. Phải nói là cái không khí vô cùng nhộn nhịp luôn, là quy mô lên tới 1.000 bé luôn mà. Rồi cái trò cuối cùng là trò chinh phục vị trí cao nhất với các phần quà vô cùng là hấp dẫn. Trò này thì sẽ có một cái điểm nhúng và được bao lưới xung quanh, nhảy càng cao thì quà sẽ càng to. Vậy là khi các bé chơi đến đây á thì cái trên vòng tay chỉ còn một cái trò, đó là cái siêu thị thôi. Thì cái trò này gọi là siêu thị không đồng. Thì bước vào đây là mỗi bé sẽ có 50 điểm. Các vật phẩm trong đây thì nó sẽ có số điểm tương ứng. Các bé tự lựa những phần quà và tự cộng lại đúng 50 điểm thì mình bước ra, hoặc sẽ được các bạn cộng tác viên của hành trình tử tế hỗ trợ mình lựa chọn và mình cộng điểm. Vô đây phải nói là quà vô cùng nhiều luôn. Thì các bé có thể tự do lựa chọn theo cái sở thích của mình. Do không có tác động của phụ huynh, không có tác động của người lớn, nên các bé có thể thỏa thích lựa chọn theo cái sở thích của mình. Thích gì thì chọn đó. Có rất nhiều loại nha, như là sữa, nước trái cây, nước tương, nước mắm, dầu ăn, rồi mì gói, gạo, rồi các loại trò chơi, gấu bông.
Đồng thời thì các bạn cộng tác viên nhí của Hình Tử Tế cũng hỗ trợ cho các bạn hay là các anh chị rất là nhiều trong việc chọn lựa. Thì sau khi đi siêu thị ra thì trên tay của bé cầm rất là nhiều quà. Các bé sẽ được các bạn cộng tác viên là hướng dẫn đến cái quầy giữ đồ để mà mình gửi đồ vào đó. Lúc này thì tầm khoảng 2 giờ rưỡi đến 3 giờ thôi. Đó, còn nguyên một cái tiết mục văn nghệ phía sau nữa, cho nên các bé sẽ gửi đồ vào đây. Đồ thì sẽ được các bạn cộng tác viên đánh số lại và sắp xếp theo hàng, hàng ngang và hàng dọc để có thể mà dễ dàng tìm kiếm khi mà các bé ghé lấy. Thường khi các bé gửi đồ thì sẽ chừa lại một số ít đồ ăn vặt để mà nạp lại năng lượng chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ phía sau. Lúc này thì đã có rất nhiều bé chơi xong hết các trò chơi rồi, cho nên là các bạn team văn nghệ sẽ tiến hành gom các bé lại gần khu vực sân khấu và tổ chức các trò chơi tập thể để mà có thể hoạt náo, giúp cho các bé có tinh thần vui tươi, thoải mái để chuẩn bị vào các tiết mục văn nghệ, cũng như là để chờ đợi cho các bé còn lại có thể kết thúc hết các trò chơi của mình. Đúng 15 giờ thì chương trình văn nghệ chính thức bắt đầu. Thì lúc này tất cả các trò chơi đã ngưng, thì các bé tập trung toàn bộ lại khu vực sân khấu. Thì sẽ có các trò chơi tập thể và đương nhiên là trò nào cũng có quà nha. Rồi các tiết mục văn nghệ của địa phương. Năm nay tiết mục múa của các bạn nhỏ rất là dễ thương nha, được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng luôn. Thì buổi sáng là các bé là đã vào để mà mình tập vợt trước. Do mấy bài nhạc biểu diễn này thường sẽ bị dính bản quyền, cho nên là sẽ không có mở cho mọi người xem được. Biểu diễn xong thì chương trình có gửi cho các bé một cái phần quà trung thu tiêu chuẩn. Tiếp đến đó là các trò chơi giống như là đón tên bài hát, rồi bé nào đón được hay là mình có nhảy được những bài đó hay không. Như bé nào nhảy được thì mình mời lên sân khấu và các bé nhảy theo nhạc. Toàn là các bài hiện đại không nha, các bài đang hot trên TikTok á, và các bé nhảy cũng rất là đẹp luôn. Có hai bé áo đen này là nhảy sung nhất nè, cho nên là cũng được một cái phần quà cũng to to hơn so với các bạn. Tiếp đến đó là các trò chơi tiếp theo thì các phần quà cũng sẽ to hơn, như là các chiếc xe đạp hoặc là các con gấu bông to. Cảm nhận các bé ở địa phương này thì rất là sôi động nha, hưởng ứng rất là nhiệt tình luôn. Tiếc một cái là không có phát nhạc cho mọi người nghe được, thì vừa nghe nhạc và vừa nghe mấy bé nhảy theo cái điệu nhạc ấy, thì cảm giác rất là sôi động luôn. Con lấy được tôi công chúa rồi, xin cảm ba. Và kết quả là chơi càng nhiệt tình thì quà sẽ càng to. Năm nay hành trình thì cũng tặng 40 phần quà và xe đạp cho các em học sinh của trường trung học cơ sở Văn Khánh. Tiếp đến là địa phương cũng có gửi cái thư cảm ơn cho các anh em của hành trình tử tế, và hành trình tử tế cũng gửi lại một cái thư cảm ơn đối với địa phương đã hỗ trợ hành trình trong năm nay. Đến thời gian này thì cũng tầm 17 giờ thì bắt đầu phát quà tiêu chuẩn và cho các bé ra về. Trên tay các bé lúc này thì có rất là nhiều quà nghe, quà từ các trò chơi, quà từ siêu thị và một phần quà tiêu chuẩn. Đến đây thì hành trình tử tế năm 2024 đã kết thúc với rất nhiều cảm xúc và hàng ngàn nụ cười của các bé. Với những khó khăn chắc chở và những điều kiện không thuận lợi, nhưng mà cuối cùng cũng vượt qua, bởi vì đây là hành trình. Hành trình. Hành trình. Hành trình. Xin chào và hẹn gặp lại.